Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam là một trong ba quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu. Năm 2024, nguồn cung gạo trên thị trường thương mại toàn cầu dự báo giảm, trong khi đó nhu cầu nhập khẩu của nhiều quốc gia có xu hướng tăng, tạo cơ hội cho gạo Việt Nam gia tăng xuất khẩu. Năm 2023, xuất khẩu gạo Việt Nam tăng mạnh trong bối cảnh thị trường lúa gạo thế giới chịu nhiều biến động. Số liệu thống kê cho thấy, năm 2023, xuất khẩu gạo Việt Nam ước đạt 8,34 triệu tấn về lượng và hơn 4,8 tỷ đô la Mỹ về trị giá, tăng tương ứng 17,7% về lượng và 39,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Đây là con số ấn tượng, đánh dấu cột mốc mới trong xuất khẩu gạo ở Việt Nam. Cục xuất nhập khẩu cùng với Cục xúc tiến thương mại với Hiệp hội Lương thực Việt Nam cùng các thương nhân cũng đã triển khai các chương trình phát triển thị trường xúc tiến thương mại gạo trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài thì cũng đã tích cực thông tin về các tình hình sản xuất thị trường của các nước sở tại, về các sản phẩm liên quan đến gạo và sản phẩm gạo. Từ đó thì thông tin và các thông tin của các đồng chí cung cấp về đã phục vụ công tác điều hành của Bộ Công Thương cũng như là hỗ trợ các địa phương, các thương nhân có thông tin để có định hướng xuất khẩu trong thời gian vừa qua. Thị trường châu Á tiếp tục là thị trường khu vực xuất khẩu lớn nhất trong năm 2023, đạt hơn 6 triệu tấn, chiếm 75% tổng lượng xuất khẩu. Tiếp đến là châu Phi với gần 1,34 triệu tấn, chiếm 16,5% tổng lượng gạo xuất khẩu. Khu vực thị trường châu Âu tuy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam, khoảng 1,6%, nhưng vẫn đạt 132,6 ngàn tấn. Tại các thị trường truyền thống, Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 38,7% tổng lượng xuất khẩu, tương đương xuất khẩu đạt 3,14 triệu tấn. Việt Nam là nhà cung ứng gạo quan trọng, luôn giữ vị thế số 1 xuất khẩu gạo vào thị trường Philippines. Có những lúc là xuất khẩu gạo của Việt Nam vào Philippines đã đạt tới con số là trên 650 đô một tấn. Đối với Philippines thì Việt Nam là một cái đối tác xuất khẩu gạo vô cùng quan trọng, bởi vì gạo của Việt Nam không chỉ là nguồn lương thực cho dân trong nước mà nó là còn là một nguồn để đảm bảo cái an ninh lương thực cho Philippines. Xuất khẩu gạo có thể được coi là một điểm sáng với nhiều thành tích đáng ghi nhận sau những nỗ lực xuyên suốt của cơ quan quản lý nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương, hiệp hội và thương nhân. Vì vậy, các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp ngành gạo cần tiếp tục chia sẻ thông tin, đề xuất các giải pháp trong công tác phát triển thị trường, phối hợp sát sao với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, hiệu quả nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ngành gạo khai thác đa dạng các thị trường xuất khẩu cũng như xây dựng, nâng cao vị thế thương hiệu ngành gạo. Thì năm nay là để thực hiện tốt cái kế hoạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2024 thì về phía họ cũng có một số kiến nghị. Thứ nhất là về cái công tác thông tin, cũng đề nghị là Bộ Công Thương tăng cường công tác cái thông tin về cái số liệu xuất và nhập khẩu để công tác cân đối cung cầu hàng gạo của các bên được thuận lợi. Cái thứ hai là đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, tiến hành các chương trình xúc tiến thương mại của các thị trường để kịp thời cập nhật cái thông tin cho Hội Nông dân Việt Nam và các thương nhân xuất khẩu gạo để phục vụ định hướng cho cái xuất khẩu. Đứng về góc độ xúc tiến thương mại thì trong năm 2024 thì xét trên cái nhu cầu của các địa phương cũng như là các cái thương vụ ở các thị trường sở tại thì chúng tôi cũng sẽ trao đổi với lại Cục Xuất khẩu, các vụ thị trường ngoài nước sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến xuất khẩu gạo cho những thị trường cần thiết một cách phù hợp với nhu cầu của mỗi thị trường. Trước bối cảnh thị trường với cơ hội và thách thức đan xen, Bộ Công Thương đã và đang phối hợp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hỗ trợ tìm kiếm những đối tác chiến lược, qua đó tiếp tục giữ vững, củng cố vị thế và nâng cao thương hiệu sản phẩm gạo Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu chủ lực, đặc biệt các thị trường đã có các hiệp định thương mại tự do, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan, địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các rào cản thương mại, các biện pháp phòng vệ thương mại từ các thị trường nhập khẩu.